Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại cái phần hàng thứ bảy của cái mẫu áo này mọi người. Video bổ sung hàng thứ bảy thì mình sẽ móc cái hàng thứ sáu sẵn rồi, nó tương tự như ở trong cái phần video mình hàng số 6, có nghĩa là cứ ba bánh một đơn cho mình. Ở đây mình sẽ móc mẫu một hàng thứ sáu như thế này thôi, rồi mình sẽ chuyển ngay cái đầu cuối cùng của hàng thứ sáu nè. Cái đầu cuối cùng của hàng thứ sáu là các bạn sẽ lên ở đây cho mình, giống như ở đây ba bánh một đơn thì đều hết nguyên một vòng tròn luôn đúng không? Ở đây các bạn sẽ lên cho mình là một mũi bánh, sau đó là móc vô cái chân cuối cùng của cái hàng kết của hàng thứ sáu á, các bạn sẽ nối vòng cho mình bằng mũi nửa kép cho mình như thế này, kéo qua. Rồi ở đây bây giờ bắt đầu cái hàng thứ bảy, các bạn đừng để ý như mấy hàng trước, các bạn chỉ biết là cái hàng thứ sáu của mình làm một đơn ba bánh như thế này thôi. Thì ở hàng thứ bảy của mình các bạn sẽ móc theo cái phần mà mình hướng dẫn sau đây nha, rồi sau đó thì các bạn sẽ xem tiếp trong cái phần video hướng dẫn của mình, tại vì mình ghép nó bị mất một đoạn rồi đó mọi người. Thì ở đây các bạn sẽ lên cho mình là một mũi bính nè, sau đó các bạn quay xuống ngay cái khoảng trống đây nè, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ móc vô chỗ mà ba mũi bính kế bên, có nghĩa là bên đây nè, ba mũi bính kế bên này, cái cụm kế bên này, các bạn đợi chút xíu nha, các bạn sẽ móc vô cái cạnh ba mũi bính phía bên đây là cho mình là 5 mũi kép, 1 nè, các bạn đợi chút xíu, cái sợi cotton tông này nó bị xoắn á. Thì mình gỡ chút xíu này, các bạn sẽ móc cho mình là 5 mũi kép ở đây, 1 rồi đó, 2 nè, 3 nè, 4 nè và 5. Đây, ở đây là cái đầu hàng của hàng thứ bảy nè, có nghĩa là các bạn sẽ lên như một mũi đơn ở đây, sau đó là 5 mũi kép liên tiếp ở đây. Rồi kế tiếp các bạn sẽ qua cái cạnh ba bính bên đây, các bạn móc cho mình một mũi đơn kết thúc cái cụm này. Tiếp theo lên ba mũi bính, qua cái cạnh kế tiếp một mũi đơn, rồi ba mũi bính, qua cái cạnh kế tiếp móc cho mình một mũi đơn, có nghĩa là sau khi các bạn sẽ móc 5 mũi kép như thế này thì các bạn cứ móc cho mình ba bính một đơn lặp lại 2 lần. Rồi ở đây các bạn kế tiếp nữa, các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình là 5 mũi kép nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Đó thì 5 mũi kép này nó sẽ giống như 5 mũi kép ở đầu hàng của mình nè. Các bạn sẽ qua bên cái cạnh ba bính này móc một mũi đơn cho mình tiếp theo. Rồi, 3 bính 1 đơn lặp lại 2 lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai. Sau đó các bạn lại tiếp tục móc 5 mũi kép cho mình. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Rồi lại 1 mũi đơn ở đây. Đó. Thì ở cái đầu hàng thứ bảy có nghĩa là các bạn sẽ lên cho mình một mũi đơn và 5 mũi kép kế tiếp là một đơn, ba bính một đơn ba bính, sau đó lại là 5 mũi kép. Thì các bạn chỉ cần lặp lại cái cụm này cho mình, hay cụm đầu hàng này cho mình thôi. Thì các bạn sẽ xem tiếp cái phần video phần 2 của cái mẫu áo này cho mình nha. Ở cái phút mà kết thúc cái hàng thứ sáu á, cuối cái hàng thứ sáu là các bạn sẽ móc một mũi bính và một mũi nửa kép, và sau đó các bạn sẽ lên hàng thứ bảy cho mình. Đó, ở đây mình chỉ móc mẫu một đoạn nhé, cho các bạn xem cái khúc đầu của hàng thứ bảy, còn cái khúc sau của hàng thứ bảy nó đã có trong video phần 2 rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ kết thúc video bổ sung ở đây nha.